Trần Trị Phong trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình Hiếu Tinh Nhật Ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới tài sự và đề tài ngày hôm nay bắc hàn lại gây căng thẳng và sự căng thẳng này đã dẫn tới một mặt trận mới giữa trung quốc nga với hoa kỳ và khối tây phương ok quý vị bây giờ chúng ta đi cái bản tin trước đi rồi sau đó chúng ta mới đi vào phân tích xem liệu cái vấn đề căng thẳng này có thể dẫn tới một cái mức độ mới hay không hay chỉ là cái diện đối đầu giữa Hoa Kỳ và cùng với các đồng minh đối với Trung Quốc và và Nga. Quý vị, ở trong bản tin thì Hoa Kỳ Trung Quốc đã có những cái uh, tăng lửa ở trong cái việc mà Bắc hàng bắn thử các cái hỏa tiễn của họ. Trong đó thì đại đại sứ của Trung Quốc Nga và Hoa Kỳ đã đủ, đã có sự đụng chạm mạnh trong việc mà Bắc hàng à uh, uh, của Bắc hàng trong một phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Quốc vào ngày thứ tư, giữa lúc mà Bình Nhưỡng vẫn gia tăng các vụ thử nghiệm hỏa tiễn đạn đạo của họ. Trong ngày thứ năm, Bắc Hàn đã bắn hai quả hỏa tiễn đạn đạo ở trên băng ngang qua cái bờ biển của Nhật Bản. Chỉ hai ngày sau khi mà họ đã bắn thử một cái hỏa tiễn đạn đạo xuyên quốc gia ở trên cái khu vực ở à, trên cái vùng không phận của Nhật Bản lần đầu tiên trong lòng vòng 5 năm và đây là lần thứ sáu Bắc Hàn đã bắn thử các cái hỏa tiễn của họ trong vòng 12 ngày và sau khi mà có cái cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn. Tokyo trong ngày thứ năm đã lên tiếng và nói rằng đây là một cái hành động không chấp nhận được của phía Bắc Hàn. Đó là lời phát biểu của ông Fumio Kishida đã đưa ra. Trong ngày thứ tư, thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken tái nhắc lại lời kêu gọi Bình Nhưỡng là phải quay trở lại đối thoại và cảnh báo rằng cái việc mà theo đuổi cái chương trình vũ khí nguyên tử của Bắc Hàn sẽ dẫn tới sự chỉ trích và cô lập và nếu như tiếp tục có những hành động khiêu khích. Tuy nhiên vài giờ trước đó thì Bắc Bình Nhưỡng lại lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận của Hoa Kỳ và của Nam Hàn cũng như của Hoa Kỳ và của Nhật Bản và lên án Washington đã gia tăng cái việc mà gọi là gây căng thẳng tại đây và trong đó thì uh, trong cái cuộc họp vào ngày ở uh, đặc biệt của hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc thì Washington đã cáo buộc Bắc Kinh và Moscow là đã tìm cách gọi là uh, thúc đẩy ông Kim Jong Un đã uh, có thêm những cái gọi là hành động khiêu khích chống lại cái lệnh cấm vận của Liên Hợp Quốc trong khi đó thì uh, đại sứ của Trung Quốc ở tại Liên Hợp Quốc là uh, tên là Gu Xian thì lên tiếng nói rằng chính Hoa Kỳ đã tạo ra sự căng thẳng này. Hoa Kỳ đã có những gia tăng các cái hoạt động quân sự của họ với đồng minh trong cái khu vực Asia Pacific và trong đó đã đưa tới cái sự đối đầu nguy hiểm về quân sự và theo đuổi một cái tiêu chuẩn mới và kể cả, cả thao túng chính trị trong vấn đề nguyên tử và họ đã đầu độc ở cái môi trường an ninh ở khu vực đó là lời phát biểu của phía Trung Quốc đưa ra và đồng thời người này cũng lên tiếng và chỉ trích khá nặng nề đối với lại cái hoạt động mà cái lời lên án của Hoa Kỳ quý vị đó là cái bản tin như vậy thì chúng ta coi lại xem à, cái bản đồ trước khi mà chúng ta đi vào phân tích xem liệu Bắc Hàn sẽ là một cái điểm nóng mới của cộng đồng quốc tế hay đây chỉ là cái diện đối đầu giữa phe Trung Quốc, Nga và Hoa Kỳ với đồng minh tây phương. Ok, quý vị mở bản đồ lên thì chúng ta sẽ thấy được cái vị trí của Bắc Hàn. Quý vị đây là toàn bộ lãnh thổ của Bắc Hàn thì quý vị thấy là phía nam là biên giới với Nam Hàn và phía bắc thì họ nằm đối diện với lại à, và ba khu vực thứ nhất là liêu ninh thứ hai là ở khu vực uh, Linh, tức là khu vực uh, uh, tôi sẽ dịch sau nghe quý vị và thứ ba là hắc long giang thì quý vị đây là khu vực mà có biên giới và ngày hôm trước thì họ bắn ngang qua tức là từ ở khu vực này họ bắn hỏa tiễn băng ngang qua cái, uh, cái không phận của nhật bản và rớt vào ở khu vực thái bình dương và ngày hôm nay thì họ lại bắn các cái hỏa tiễn của họ ở khu vực uh, phía đông bắc của họ ở khu vực này đây là à, cái khu vực mà được xem là à, phía Bắc à, nằm trong bờ biển của vùng biển của Bắc Hàn. Cùng một lực thì quý vị, à, tại cái biên giới này, ngày hôm nay, thì phía Bắc Hàn đang có 12 chiếc máy bay, gồm có 8 chiếc chiến đấu cơ và 4 chiếc bomber đã tấp ngang qua, uh, bay gần cái khu vực biên giới của hai quốc gia Nam Hàn và Bắc Hàn. Phía Nam Hàn đã gửi 30 chiến đấu cơ dọc theo cái đường biên giới này để mà giám sát tất cả những hoạt động của phía Bắc Hàn. Ok quý vị, đó là một trong những cái uh, 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 một trong những cái uh, uh, biến chuyển mà nó diễn ra tại Bắc Hàn. Như vậy thì uh, câu hỏi đặt ra là liệu ở nơi đây có thể xảy ra một cái uh, điểm nóng mới sau cái eo biển Đài Loan. Và Biển Đông thì tạm thời trong thời gian vừa qua gần như không có biến động nhiều. Thì hai khu vực được biến động ở Á Châu, thứ nhất là eo biển Đài Loan, thứ hai là quần đảo Xe Cà Cư. Nơi mà Nhật đang quản trị Và Trung Quốc cho rằng lãnh thổ của họ Gọi là đảo Điếu Ngư Còn Đài Loan thì gọi là Điếu Ngư Đài Thì quý vị Khu vực này thì cũng tương đối là Không có xung đột lớn lắm Chỉ là Trung Quốc đưa cái tàu hải giám của họ Và một số tàu ngư phủ của họ Xâm nhập vào cái vùng này của Nhật Bản thôi Nhưng bây giờ tới phiên Bắc Hàn 12 ngày 6 lần bắn thử hỏa tiễn Mà chưa chấm dứt Có thể vài ngày nữa à, ngày Hôm nay ngày mai bắn tiếp Như vậy thì Bắc Hàn muốn gì trong cái vấn đề này trước đó thì quý vị là bắc hàng đã đầu năm tới bây giờ bắc hàng đã có 40 lần thử nghiệm các vũ khí của họ họ đã lắng động trong vòng vài tháng qua bất ngờ trước khi mà bà phó tổng thống hoa kỳ kamala harris bay tới nhật bản và nam hàn thì bắc hàng đã bắn thử của hỏa tiên đạn đạo và ngay trong lúc bà có mặt họ bắn thử sau khi bà đi họ cũng bắn thử và khi mà USS Ronald Reagan là chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ có mặt tại khu vực này, họ cũng bắn thử và lần này họ bắn mạnh hơn, tức là họ bắn ngang qua cái bầu trời của Nhật Bản luôn, tức là cái không phận của Nhật Bản luôn. Thì quý vị, Nhật Bản đã lên tiếng và phía của Hoa Kỳ cũng đã lên án. Nhưng bây giờ Hoa Kỳ đụng độ với Nga và Trung Quốc ở ngay trên cái phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Quốc và năm thành viên thường trực. Thì quý vị, trong năm thành viên thường trực thì Nga và Trung Quốc lên tiếng quy trách nhiệm là Hoa Kỳ gây chiến gây à, khiêu khích trước khi mà tập trận với Nam Hàn nhưng mà quý vị cuộc tập trận này nó đã diễn ra từ thời ông Trump mức độ thấp hơn và thời gian gần đây thì khi mà ông Seok Biden lên thì Nam Hàn và Hoa Kỳ đã có những cuộc tập trận với mức độ lớn hơn sau khi mà đã nhận thấy rằng Bình Nhưỡng liên tục bắn thử hỏa tiễn đạn đạo quý vị nhớ từ lúc đầu năm khi mà Bình Nhưỡng bắn thử hỏa tiễn đạn đạo thì không hề có cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn không hề có cuộc tập trận giữa Hoa Kỳ và Nam Hàn cho tới khi Bình Nhưỡng bắn liên tục thì Hoa Kỳ với Nam Hàn bắt đầu tái lập lại các cuộc tập trận với mức độ lớn hơn do đó cái lần ngụy biện của phía Trung Quốc và phía Nga là không đúng họ nói rằng là do Hoa Kỳ tập trận khiêu khích Hoa Kỳ chưa hề tập trận khiêu khích và lúc đó ông Yoon Seok yong cũng chưa thành tổng thống nữa quý vị lúc đó còn nằm dưới quyền của ông Moon Jae-in từ tháng giêng cho tới tháng năm thì quý vị trong giai đoạn này, Bắc Hàn vẫn bán thử hỏa tiễn. Có nghĩa là quý vị, hành động này rõ ràng là cái hành động mà tôi cho rằng là nó không phải bắt nguồn từ cuộc tập trận của Hoa Kỳ với Nam Hàn hay Hoa Kỳ với Nhật Bản, mà nó bắt nguồn từ Vladimir Putin. Vladimir Putin đã bắt đầu khởi động cuộc chiến ở tại Ukraine và cái tin tức và liên quan tới việc tấn công Ukraine là bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái nó đã râm ăn là việc việc mà Vladimir Putin có thể tấn công Ukraine vào tháng 2. Thì quý vị, bắt đầu tháng Giêng là Bắc Hàn đã bắn thử hỏa tiễn rồi. Bắt đầu từ tháng Giêng, lúc đó Hoa Kỳ với lại Nam Hàn chưa có tập trận gì cả. Họ đã bắn thử hỏa tiễn rõ ràng là Bắc Hàn đang có sự phối hợp với Nga. Và ngay sau khi mà Nga tấn công là Bắc Hàn bắn thử hỏa tiễn liên tục. Thì quý vị, nên nếu mà nói Trung Quốc nói như vậy là không đúng tức là họ ngụy biện thôi nga cũng nói như vậy là ngụy biện thôi tại vì các cuộc bắn thử này trước khi hoa kỳ và nam hàn tái lập lại các cuộc tập trận của họ còn trước đó từ năm 2017 cho tới năm 2021 thì hầu hết các cuộc tập trận của Hoa Kỳ đều giảm xuống dưới 500 binh sĩ và không có tính chất đe dọa tới Bắc Hàn. Đặc biệt là cái giai đoạn mà ông Kim Jong-un và ông Trump gặp nhau là gần như là đôi bên đều không có cái hành động khiêu khích lẫn nhau bắt đầu từ tháng 12 của năm 2021 khi mà râm rang, rang có cái tin là Putin tấn công Ukraine thì tới tháng 1 là Bắc Hàn đã bắt bắn thử rồi do đó cái cách biện luận của phía Trung Quốc và phía Nga là không thuyết phục được không thuyết phục được sau đó Hoa Kỳ mới vận động cấm vận thêm thì quý vị đây rõ ràng là Trung Quốc và Nga ra mặt binh vực Bắc Hàn okay, đó là cái điều thứ nhất mà giải thích cái cách à, lý luận của Trung Quốc là chúng ta thấy không thuyết phục thứ hai là lần này quý vị mặt trận mới bắc hàng tôi cho rằng cái việc bắn thử của họ chỉ là sự gây chú ý và phân tán cái sự chú ý của thế giới trong cái hồ sơ của ukraine và trong cái hồ sơ của đài loan nhưng bây giờ quý vị nó đã trở thành một cái mặt trận đối đầu giữa nga trung quốc với hoa kỳ anh pháp và kể cả nhật bản tức là hoa kỳ anh pháp là nằm trong Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc. Còn Nhật Bản là đồng minh của Hoa Kỳ ở tại khu vực Á châu Thái Bình Dương. Thì quý vị, lần này là cuộc đụng độ giữa hai phía ở trên cái mặt trận mới của Bắc Hàn. Và mở thêm cái mặt trận này có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ bị chi phối thêm. Bây giờ quý vị, trước đó phía Bắc Hàn họ chủ động là ngưng lại các cuộc à, tiếp xúc với phía Nam Hàn. Trong đó bao gồm luôn cả cái đường dây nóng họ không trả lời mặc dù nhiều lần Nam Hàn đã gọi điện thoại qua đường dây nóng, nhưng Bắc Hàn vẫn không trả lời. Rồi quý vị, sau đó, sau khi Nga mở cuộc chiến, thì Bắc Hàn đã bắt đầu rụt rịch quay trở lại cái việc nghiên cứu vũ khí nguyên tử, vốn đã bị ngưng lại từ năm 2017. Thì quý vị, rõ ràng có sự phối hợp chặt chẽ giữa Kim Jong-un và Putin. Cái này tôi đã nói trong cái là cái chương trình Hiếu tin Nhật Kỷ trước. Bây giờ ở đây, tôi đang nói tới mặt trận mới thôi. Thì quý vị rõ ràng Trung Quốc và Nga đang sử dụng Bắc Hàn mở thêm một mặt trận mới khiến cho Hoa Kỳ và đồng minh phải bị chi phối thêm. Tức là Ukraine bây giờ tới phiên của Bắc Hàn. Trước đó là eo biển Đài Loan. Và trước đó nữa thì có một cái cuộc gọi là căng thẳng trên Biển Đông. Nhưng mà bây giờ Biển Đông trong gần như 6 tháng này là im hơi lặng tiếng. Thì quý vị mặt trận này chuyển qua eo biển Đài Loan đặc biệt là tháng 8 sau cái chuyến viếng thăm của bà Nancy Pelosi nó căng thẳng nhất. Và bây giờ tới cái hồ sơ bắt hàng. Như vậy thì điều này sẽ dẫn tới cái gì? Sự đối đầu của hai bên. Sự đối đầu của Trung Quốc, Nga với Hoa Kỳ và các đồng minh trong cái hồ sơ của Bắc Hàn. Bởi vì sau cái vụ mà đối đầu này, tức là cái sự căng thẳng này, thì chắc chắn rằng Hoa Kỳ sẽ điều thêm tất cả những cái mạng lưới quân sự của họ từ ở Guam, từ ở Hawaii, để tới khu vực của Nhật Bản và Nam Hàn. Bởi vì nơi đây nó đang có một cái sự gọi là tranh chấp căng thẳng. Và đồng thời cũng dòm cặp mắt của họ xuống đảo quốc Đài Loan. Thì cuộc đối đầu này nó mang tính chất giai đoạn hay là nó mở ra một mặt trận mới, nó vẫn là câu hỏi. Nếu mang tính chất giai đoạn, tức là nó hấp bình trong lúc mà Đài Loan chuẩn bị cho cái đại lễ song thập, lúc mà Trung Quốc đang chuẩn bị cho cái việc khai mạc phiên họp lần thứ 20 Quốc hội Cộng sản Trung Quốc. Và nó há bình trong lúc mà Nga vừa mới xác nhập bốn vùng lãnh thổ của Ukraine. Tức là nó mang tính chất giai đoạn ở cái khúc này hay là nó sẽ mở ra một mặt trận mới lâu dài sự đối đầu giữa hai phía. Thưa quý vị, cái đối thoại bốn bên Nga, Trung Quốc, Bắc Hàn, Nhật Bản, Nam Hàn, Hoa Kỳ là quý vị, nó đã bị sức gần như là à, 30 năm nay rồi kể từ năm 1998, gần 30 năm rồi, là bà Madeleine Albright là ngoại trưởng Hoa Kỳ đã bắt đầu cứng rắn khi bà tới điêu à, với Bắc Hàn. Rồi tới năm 2001, khi Bush con lên, đã xem Bắc Hàn là trục ma quỷ chung với lại Iran và Iraq. Thì họ coi đây là cái trục ma quỷ rồi quý vị. Thì quý vị, tức là cái hồ sơ Bắc Hàn, nó đã khởi đi từ cuối tập niên 90 và nó căng thẳng cho tới bây giờ vẫn chưa giải quyết được vẫn chưa giải quyết được và bây giờ tự nhiên nó bùng lên lại với sự lãnh đạo của ông Kim Jong Un thì quý vị đây rõ ràng là một cái chiến lược mà Trung Quốc và Nga đang sử dụng lá bài của Bắc Hàn để chi phối sự chú ý của Hoa Kỳ và đồng minh và đe dọa tới bờ biển của Nhật Bản Bắc Hàn bắn thử vũ khí cùng một lượt Nga và Trung Quốc tập trận ở trên khu vực ở phía bắc bờ biển của Nhật Bản thì rõ ràng quý vị họ đang muốn mở thêm mặt trận mới để đối đầu chứ không phải mang tính chất giai đoạn của cái sự kiện của ngày đại lễ sông thập hay là cái ngày à, 16 tây tháng 10 hay là cái à, việc Nga vừa mới xác nhập bốn vùng lãnh thổ của à, Ukraine hay là liên quan tới cái bầu cử Hoa Kỳ 8 tây tháng 11 mà tôi cho rằng Trung Quốc và Nga đang có cái chiến lược mở nhiều mặt trận mở nhiều mặt trận để đối đầu. Thì quý vị, mặt trận mới nhất bây giờ là Bắc Hàn. Vậy thì những mặt trận kế tiếp họ sẽ mở là ở đâu? Nếu Trung Quốc và Nga dùng chiến lược này để phân tán Hoa Kỳ và đồng minh. Thì quý vị, chiến trường Syria là nơi mà Nga đang tìm cách bơm thêm vào. Để mà phân tán thì chú ý. Trong khi đó thì cái cơn xáo động tại Iran hiện nay nó cũng là một trong những cái phần đối đầu giữa nga và hoa kỳ một cách gián tiếp một cách gián tiếp trong khi đó quý vị trung quốc lại tiếp tục diều hâu ở trên khu vực à, biên giới với ấn độ tức là biên giới với ấn độ bây giờ họ đã, đã bắt đầu tiến hành cái chiến dịch gọi là xây dựng những hạ tầng cơ sở về quân sự mà phía ấn độ đã phản đối hai bên đối thoại quốc phòng đã bị bế tắc cùng một lượt trung quốc thông qua pakistan và miến điện đã bắt đầu có những tàu quân sự của họ có mặt ở khu khu vực ở biển Ấn Độ Dương. Và thậm chí là quý vị còn nhớ một cái tàu thăm dò của lực lượng Piolay đã cập vào bến cảng của Sri Lanka. Thì quý vị, rõ ràng Trung Quốc và Nga đang tìm cách mở thêm những mặt trận đối đầu mới để giảm đi cái sự chi phối ở trong khu vực của Ukraine và Đài Loan. Do đó, việc mà quậy phá của Bắc Hàn hiện nay tôi tạm thời là quậy phá đi. Nó không phải bắt nguồn từ cuộc tập trận của Hoa Kỳ. Mặc dù Bắc Hàn đã lên tiếng. Nhưng mà nó bắt nguồn từ cái chiến lược của Trung Quốc và của Nga. Muốn chi phối Hoa Kỳ và đồng minh nhiều hơn. Muốn chi phối Hoa Kỳ và đồng minh nhiều hơn trong cái chiến lược của Hoa Kỳ khi chuyển trục về Á Châu. Ai cũng biết Hoa Kỳ chuyển trục về Á Châu thì đối thủ của Hoa Kỳ chính là Trung Quốc. Và Hoa Kỳ đã trong mấy năm gần đây mặc dù khá chậm nhưng họ vẫn thực hiện được cái chiến lược cô lập Trung Quốc ít nhất về mặt quân sự là gần như các quốc gia ở khu vực trước đây họ còn có giao du về quân sự với Trung Quốc bây giờ chỉ còn có cộng sản Việt Nam là giao du với lại Trung Quốc về quân sự thôi còn các quốc gia khác họ bắt đầu tránh xa Trung Quốc về mặt quân sự <laughs> thì quý vị đây rõ ràng là gì Hoa Kỳ mặc dù chậm lắm nhưng mà cái chiến lược cô lập Trung Quốc Á Châu nó đã hiện rõ. Và để phá thế cô lập này, Trung Quốc lôi kéo Nga làm đồng minh xuất hiện tại Á Châu để làm cái thế uy hiếp đối với đồng minh, đối với lại các quốc gia ở khu vực thì đúng hơn. Và thứ hai là bây giờ lôi luôn cả Bắc Hàn vào để mà tạo ra một cái sự phân hóa lớn. Và không những là bây giờ cái hồ sơ Bắc Hàn, giống như tôi nói, cái hồ sơ ở khu vực Ấn Độ Dương, biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc, và kể cả biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan tức là khu vực Kashmir đó hay là cái khu vực Himalaya Mã Lạp Sơn đó nó sẽ bùng phát sự căng thẳng nữa tức là họ tăng cường sự chi phối trong khi đó Nga ngược lại ngoại trừ hợp tác với Trung Quốc về việc mà tuần tra tập trận ở Thái Bình Dương Nga đã bắt đầu mở rộng cái mạng lưới hoạt động của họ ở phía Bắc Cực thì quý vị thấy là cái bomber của họ đã tiếp cận gần tới cái không phận của Alaska ở khu vực Bắc Cực. Tức là Nga muốn mở thêm những cái cuộc mặt trận đối đầu mới. ngoài trừ cái vấn đề Ukraine ra. Và bên cạnh đó thì quý vị, cái cái tìm truyền đỉnh nguyên tử của Nga đã biến mất ở cái bến cảng ở Siberia. Thì Hoa Kỳ đang lo ngại là Hoa Nga sẽ bắt đầu có những cái hoạt động ở trên mặt biển, ở khu vực Bắc Cực. Rồi cùng tiếp tay với Trung Quốc cũng cho Trung Quốc có mặt ở trên vùng bắc cực luôn. Thì với cái nhìn mặt nhìn từ bên ngoài vào thì rõ ràng chúng ta thấy rõ là cả Nga lẫn Trung Quốc họ e ngại cái mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ trên toàn cầu. Do đó bây giờ họ mở nhiều mặt trận đối đầu căng thẳng để chi phối cái mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có mạng lưới quân sự ở Trung Đông, ở Phi châu, ở Âu châu, ở Á châu mấy chục năm rồi, kể từ chấm dứt đệ nhị thế chiến tới bây giờ. Thì quý vị, bây giờ Trung Quốc và Nga thay đổi chiến thuật, họ không thụ động nữa. Họ cố tình mở những mặt trận căng thẳng ở các khu vực này để chi phối cái quyền lực của Hoa Kỳ. Và phân hóa cái Hoa Kỳ với các đồng minh. Ví dụ, cái trường hợp mà của Âu Châu. Quý vị, năng lượng có thể trở thành một cuộc xung đột tranh chấp giữa Hoa Kỳ và Âu Châu. Nếu như mà Putin sử dụng cái nguồn năng lượng là thứ vũ khí và ông ta đã làm đám Âu Châu bây giờ rơi vào tình thế lộng cộng thì quý vị bây giờ Hoa Kỳ vẫn đoàn kết với Âu Châu trong cái mặt trận của Ukraine nhưng làm sao bảo đảm khi mà sau mùa đông năm nay sự đoàn kết này còn hay không nếu như Âu Châu vì thiếu năng lượng và không đủ nguồn năng lượng phải đi thỏa hiệp với Nga thì quý vị ở tại khu vực Trung Đông thì bây giờ trung quốc đang lôi kéo những đồng minh của hoa kỳ trong đó saudi arabia vương quốc ả rập thống nhất là hai quốc gia xưa nay là đồng minh của hoa kỳ bây giờ họ bắt đầu có những cái mối quan hệ mật thiết với trung quốc tức là một mặt trung quốc vẫn thọc kệ cho iran gây chuyện một mặt bắt đầu lôi kéo đồng minh của hoa kỳ mở thêm mặt trận khiến hoa kỳ lao tâm đối phó nhiều hơn và cuối cùng cái mục tiêu của trung quốc là đảo quốc đài loan Họ làm tất cả mọi việc như vậy chủ yếu là nhắm tới đảo quốc Đài Loan để Hoa Kỳ không đủ khả năng chi phối ở đảo quốc Đài Loan. Nhưng mà giống như tôi nói, Hoa Kỳ khi mà chuyển trục về Á châu, mục tiêu của họ là Trung Quốc. Mục tiêu của họ là Trung Quốc, họ đã dồn ít nhất là gần 100.000 quân về Á châu rồi. Kể từ khi mà ông Trump bắt đầu chuyển đổi cái uh, chuyển trục về Á châu thì uh, quý vị, các căn cứ ở Hawaii, ở Guam, ở Okinawa Đều đã tăng số lượng binh sĩ của Hoa Kỳ và kể cả căn cứ thủy quân lục chiến của Hoa Kỳ ở tại Úc cũng đã tăng cường cái lực lượng quân sự của Hoa Kỳ. Có nghĩa là Hoa Kỳ đã nhắm là họ sẽ đổ ít nhất là nửa triệu quân về đây. Bây giờ khoảng 250.000 quân. Gần 300.000 quân, nhưng mà trong vài năm tới là Hoa Kỳ có khoảng nửa triệu quân trú đóng tại Á Châu. Để kềm chế sự bành trướng của Trung Quốc. Thì quý vị, Bắc Kinh ngược lại, họ thấy rằng Hoa Kỳ đổ quân quá nhiều nhiều về Á Châu họ muốn Hoa Kỳ chi phối qua những khu vực khác. Do đó quý vị, họ liên tục đi thọc gậy ở sau lưng của Hoa Kỳ. Từ ở khu vực Trung Mỹ, Nam Mỹ, họ khống chế hầu hết các quốc gia tại Phi Châu. Bây giờ họ nhúng bàn tay vào Trung Đông. Với sự tiếp tay của Nga, thì quý vị, đây là những mặt trận mới mà Trung Quốc và Nga muốn mở ra để chi phối Hoa Kỳ thì đúng hơn. Do đó, việc bắn thử vũ khí của Bắc Hàn, nó có cái ý nghĩa là để tăng cường cái chiến lược của Trung Quốc và của Nga nhằm chi phối tất cả cái mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như phân hóa Hoa Kỳ và các đồng minh. Khi mà xảy ra vấn đề luôn luôn có những sự tranh cãi và xung đột. Thì quý vị, họ lợi dụng cái khe hở của tranh cãi này, họ sẽ phân hóa các đồng minh của Hoa Kỳ. Đó quý vị thấy, hôm rồi ông Ferdinand Marcos Jr đã lên trên cái diễn đàn ở Liên Quốc và gặp gỡ với Joe Biden ở bên lề đó ông tuyên bố ông tuyên bố là không có Hoa Kỳ Philippines không phát triển được và ngày ngày hôm nay thì Philippines vẫn đang tập trận với Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản ở trên bờ biển của Philippines nhưng cùng một lượt thì em gái của ông Ferdinand Marcos là Imi Marcos lại lên tiếng và nói rằng hey, đừng ép chúng tôi chọn giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ cô em gái này đang đặt cách về chính sách đối ngoại của Philippines. thì quý vị rõ ràng là gì quý vị, Bắc Kinh đã dùng tất cả cái mạng lưới mà quen biết và quan hệ của họ để có thể à, chi phối các đồng minh của Hoa Kỳ hay các cựu đồng minh của Hoa Kỳ. và cái mặt trận của Bắc Hàn rõ ràng là đang gây ra một cái cuộc gọi là căng thẳng và cuộc căng thẳng này nó có hai cái yếu tố giống như con tôi nói là con dao hai lưỡi, nó sẽ khiến cho Nhật Bản và Nam Hàn tạm thời gác qua cái quá khứ lịch sử để phối hợp lại đối đầu với Bắc Hàn. Nhưng đồng thời nó cũng có thể làm cho Nhật Bản và Nam Hàn có cái sự chia rẽ. Nó có thể kích động một phần nào cái sầu của Nam Hàn, nhất là từ phía Nam Hàn, nó sẽ kích động có sự chia rẽ, tức là Nam Hàn vẫn đòi hỏi phía Nhật Bản trả lời về cái vụ của quá khứ lịch sử. Thì quý vị, con dao hai lưỡi, tức là cái hành động của Bắc Hàn đang tìm cách gọi là phân hóa giữa Hoa Kỳ và các đồng minh. Với sự tiếp tay của Nga và Trung Quốc ở trên cái hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc. Và điều này nó có thể dẫn tới mặt trận của Đông Bắc Á nóng hơn. Hôm nay chúng ta thấy tổng cộng là có à, 12, 12 ngày 6 lần thử vũ khí Họ dừng lại không Hay 1-2 ngày nữa Và kể cả Bắc Hàn đã đưa 12 chiếc máy bay 8 chiến đấu cơ 4 bờ Bay gần biên giới của ba của Nam Hàn Vậy họ dừng lại chỗ này Hay 1-2 ngày nữa Họ lại tiếp tục bắn thử hỏa tiện đạn đạo Họ lại tiếp tục tăng cường Các chiến đấu cơ Thậm chí là các tàu chiến luôn Và kể cả tìm thủy đỉnh của họ luôn Quý vị nên nhớ trước đó Bắc hàng đã từng thử nghiệm bắn từ tiềm thủy đỉnh lên rồi. Thì không ai cản lần này Bắc hàng lại làm nữa. Và nếu mà căng thẳng lên như vậy thì nó buộc Hoa Kỳ phải tạm thời gác việc của Đài Loan qua để tập trung vào vấn đề của Bắc Hàn. Thì quý vị, trong lúc đó Trung Quốc đang tìm cách thay đổi hiện trạng trên eo biển Đài Loan. Tôi nghĩ rằng lần này là một cái chiến lược được sắp đặt trước từ phía Nga và có thể phía Trung Quốc để cho Kim Jong Un có thể thọc gậy và gây căng thẳng. Mục đích của họ Kim Jong Un thì đòi được phần của ông ta, tức là buộc cộng đồng quốc tế phải ngồi xuống thương thảo và phải chi thêm viện trợ hoặc là phải tháo gỡ một số lệnh cấm vận cho ông ta. Ngược lại, Trung Quốc và Nga thành công trong cái việc mà phân hóa cái uh, phân tán cái cái tiềm năng của Hoa Kỳ và gây chia rẽ giữa Hoa Kỳ và các đồng minh. Thì quý vị, đây là một cái hành động rất rõ ràng và đồng thời phía Nga họ sẽ đo lường xem NATO có nhúng bàn chân của họ vào trong Á à, à, châu Thái Bình Dương hay không hay NATO sẽ giữ vị trí của họ tại Âu châu. Thì quý vị, đây là cái đòn đo lường của Nga đối với lại cái mối quan hệ của Hoa Kỳ và các quốc gia trong uh, liên minh NATO. Nếu như mà đám NATO vẫn dậm chân tại chỗ thì có nghĩa là có sự khác biệt với Hoa Kỳ. Lúc đó Nga sẽ thọc cậy vào và phân hóa ra. Còn nếu như NATO mà quyết định đưa lực lượng của họ hiện diện tại Á Châu đứng chung với Hoa Kỳ thì Nga lại đi một chiến lược khác. Quý vị, cái hồ sơ Bắc hàng đã trở thành thứ nhất là cái sự phân hóa về cái mạng lưới quân sự của Hoa Kỳ và các đồng minh. Thứ hai, sự đo lường của Nga đối với lại Liên minh NATO. Thứ ba là Trung Quốc lợi dụng cái sự căng thẳng trên Bắc, trên bán đảo Hàn Quốc để bắt đầu chiếm lại ở khu vực Biển Đông và khu vực bị eo biển Đài Loan. Đó là lý do tại sao Bắc Hàn bắn thử như vậy. Ngược lại phía Hoa Kỳ thì bây giờ chúng ta phải chờ xem các quốc gia khác ngoài Nam Hàn và Nhật Bản ra Úc, Ấn Độ, Anh, Canada những quốc gia này sẽ có thái độ như thế nào đối với lại cái việc mà Bắc Hàn bắt đầu gây nóng ở khu vực này. Ok quý vị, đó là cái uh, phần 1 của tin Nhật ký chiều ngày hôm nay, phân tích về cái tình hình của Bắc Hàn đang cố tình gây nóng khu vực với mục đích gì và các quốc gia các quốc gia nằm trong cái khu khu vực này sẽ có phản ứng như thế nào và mục đích của Nga, mục đích của Trung Quốc như thế nào trong việc mà cố tình binh vực cho Bắc Hàn tiếp tục các cái vụ bắn thử hỏa tiễn đạn đạo của họ. Và chuyện này chưa dừng lại Họ còn sẽ bắn thêm vài ngày nữa Và có thể mức độ sẽ còn cao hơn nữa Lúc đó thì các đồng minh của Hoa Kỳ sẽ có phản ứng ra sao Đây là sự đo lường của Nga, của Trung Quốc Đối với các đồng minh của Hoa Kỳ và Hoa Kỳ ở tại khu vực này Ok quý vị, Phong sẽ trở lại cùng tất cả các khán giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hiếu Tên Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào mọi người và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.